Em không thấy gì nhưng em đã cố nhìn vào những hàng ghế trên xe. Như để tìm ra những tấm lòng nhân ái thương cho cảnh đời. Go on.
Thưa quý vị, chúng tôi vô cùng xúc động và những giọt nước mắt không thể kềm được vì bài hát vừa rồi đó là một sự lao động nghệ thuật thật tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, thì cũng có quý vị khán giả thắc mắc hỏi chúng tôi thế về các anh chị hát vọng cổ được vọng cổ hay như thế này, không biết là còn tân nhạc thì sao ạ, còn nhạc quốc tế thì như thế nào? Dạ, nói chung là cái đờn bằng miệng thì đờn tân cổ thì nó có thể là nó nghe nó ngọt ngào hơn, còn đờn nhạc mà quốc tế hay nhạc hiện đại ngày nay thì chắc là có thể là quý vị cũng nghe là tạm nghe được chút. Quý vị có thích nghe tạm được chút không ạ? Vỗ tay nồng nhiệt hơn nữa. Nhạc hiện đại thì cũng bật mí với cô chú các anh chị là cái tiết mục này chắc là lần đầu tiên được trình diễn ở đây và cũng là lần đầu tiên tụi em làm, nếu mà có gì sơ sót thì mong quý cô chú anh chị bỏ qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều, thật là tuyệt vời. Khán giả rất là ngưỡng mộ và có thể tiết mục này nhớ mãi không bao giờ quên.